buổi tối ngày hôm nay. Với sự trân trọng, chúng tôi sẽ thân thiết đại diện đến về. Chúng ta hãy xem đây là ai. Và giờ đây, nghệ sĩ Phạm Hồng Minh cần nhiều hơn nữa từ tất cả quý vị. Ánh sáng của quý vị. And now please turn on your glass on your mobile phone. Mời tất cả quý vị hãy nhập bật đèn glass của mình lên. We want to see you on the star on the Abbey Hospital. To wait for the very special moment. Chúng tôi xin dành phần trình diễn này để chi ơn, để đem được một phần mang tôi respect to say thank to our very, very, very special guy from the Abbey Hospital. The one looking for you. Đây là một người có những dòng người vô cùng ấm áp và chúng ta đã thấy trọng về trong buổi tối hôm nay. Ông luôn được sự thật sự lựa chọn và rất nhiều sự yêu thích kết quả vô từ chiến thắng của thanh niên và thế hay mà ông đã thành siêu hoa. So, the moment is for you.